2021. Hôm nay các đơn vị chi đoàn khu 6, chi đoàn phường Trung Hiệp sửa qua tại các phòng tập phường và ở khu công đoàn, toàn dân trang điểm tập thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hôm nay tại sao buổi buổi trường ngày nay? Chủ tịch đoàn phường đồng chí Trần Quý Dũng, phó tổng bí thư đại diện cho chi ủy chi bộ trường Trung Hiệp sửa tập qua. Đồng chí Phạm Văn Thanh, bí thư tỉnh bộ, tổng quyền đại diện của dân luôn ngay đây. Xin chân trọng giới thiệu tiếp theo chương trình đại diện ban tổ chức giải cho luôn tiền xin mời đồng chí Lâm Đình Càng lên phát biểu. Kinh nghiệm là chính nha, chứ mà không tập bao nhiêu đó.